tính toán cái gì mà bảo gì thế từ nó ăn từ trưa đến giờ đó nào gửi cái nhà bà tạp hóa. Ở trong trường bé sợ cũng khó nhận xe. Lên à? Năm nghìn cái làm. Năm nghìn. Làm vì đam mê.
Ông già đợt này lâu lâu nhỉ? Ông lắm mồm ấy. Ông hay đặt lãng hoa 50.000 này. Này ông ấy hay cũng ông cũng có hay mua hoa giảm mùng 1 đâu đúng không? Chỉ có hay đặt cho con cháu. Đấy, đây rồi. Quốc Huy đã về rồi. Nóng không? Đứng ở đấy đã rồi từ đã ăn vào. Đứng ở giữa cửa đã rồi từ đã ăn vào. Ừ, đã nghỉ đã. Ngồi tí đi. Dối lên. Làm gì mà đạp chậm chậm, làm gì mà đạp tiết mù lên. Đi chậm quá, kiểu xe nó cũng đi chậm nhiều. Nó thì đi chậm xe thôi. Đi đường vừa đấy bố ạ. À. Hả? Cái xe mà hôm xưa con đi, nó đi được rồi. Không biết tờ giấy đâu. Nghỉ đi con ăn. Từ đã ăn đi. Nắng. Mai mới đi chơi được chứ nay mày không nhìn tôi đang làm ban việc kìa. Nhìn thấy chưa? Bảo đi bơi ai biết đi bơi ai bảo đi bơi. Bỏ đến đón đi. Học. Đi học bơi. Mai học bơi. Tiền. À, đi học bơi chứ không phải là đi bơi đâu. Đi học bơi sáng mai họ đồ ăn 7:30 họ đến họ đồ ăn hai anh em. Mai sáng mai bảo bà cho ăn sớm vào. Xong rồi ăn từ mấy giờ? Nhưng mà nó cho nó dạy ở đâu? Học bơi là rất quan trọng. Thầy Ngọc dạy ở đâu? Thầy Ngọc là hồi xưa được Olympic ở đây, Olympic ở đây. Thế này không phải thầy Ngọc à? Thầy Ngọc bởi vì thầy Ngọc thầy bơi nhanh cực, thầy được bao nhiêu huy chương bơi rồi. Mẹ mới được huy chương chạy à? Mẹ mấy cái à? Huy chương chạy, huy chương trì chạy đây. Ui, mẹ mới chạy với con thì thôi rồi, đừng có bảo về sau. Huy chương vàng không nặng bằng huy chương trì. Đáng em dậy rồi. Đang làm chơi. Nó khóc không? Đó. Chơi với em nhá. Không là nó bò ra sân nắng nó ốm đấy. Không cho nó ra sân nhá. Bà mà bế ra sân bảo là dặn bà là không được bế ra sân nhớ chưa? Không, nó nào dâm hẳn mới được đi, giờ đi là ốm đấy. Lúc mẹ bé xuống là bà đã cho nó đi rồi. Đâu? Lúc nào? Lúc mẹ đưa luôn nó xuống là bà đưa luôn xuống, bà đang quấy trẻ. Xong lúc sau bố mẹ xuống. Bà quấy trẻ chưa rồi, bà quấy xong rồi cho nó đi rồi. Ơ bố ơi, sao bố lại đem mình ở nhà vậy? Tôi đang quay video đấy như chào khán giả như trên đằng sau ấy như đây không chào khán giả tí nữa chị Thảo đi xem bên đây đứng đi đâu để ở nhà.
Đi chậm thôi, không phải đi nhanh đâu. Chưa? Lấy cho nó cái áo. Khoác cho cái áo. Mày lại giống anh Huy rồi. Ông phở bò này là không phải ở đây đúng không? Lạ lạ. Hả? Mày này, nãy đeo kính vào mua chẳng nhìn thấy chẳng rõ mặt. Cứ gọi bừa bảo là tí nữa anh ship cho em chỗ cái ao Hà Sen đi, cứ nhìn bên tay phải có cái biển tiệm bánh sinh nhật là được. Không tìm được. Cái ông này mà cái ông bún bánh đa cà rô nhỉ? Dạ. Hiệp giờ trên đấy hai con bánh đa cà rô, cơm rang cũng hai, phở bò, bánh cuốn, thịt chó, hàng ăn các loại, cháo lòng, tiết canh, không thiếu thứ gì. Nhiều phết đấy. Hôm nay liệu đủ cốt không? Hả? À? Không đủ rồi. Chạy em bác Hải vay. Bên đấy đủng đỉnh như không. Sáng mà cứ đủng đỉnh đi ăn sáng. Bà Hoa thì ngủ 8 giờ. 7 8 giờ mới dậy. Đâu giờ bỏ bánh như nào đây? Cái này gắn chưa? Đâu rồi anh bút đây? Cái lúc nãy là cái gì nhỉ? Tên là gì? Hồng Nhung rồi.
Mấy năm nay kinh nghiệm cái làm là nó chuẩn chỉ ngay, dễ. Không có sai sót gì. Không có sai sót được. Hồng Nhung. Ok. Cái gì? Anh Thao. Bao nhiêu? À quên, mỗi vậy thôi gì? Tiếp tục. Đây nhỉ. Có quả bóng này. Cầu thủ bóng đá. Nhi Trúc à? Cả trai cả gái à? Cân gọi
Năm nay lấy này không đồng chí nào có thể lấy nhầm được. Không thể là lấy chạy quá tốc độ được hả? Nghĩ hết tên luôn à. Tiếp tục. Cái gì? Điệp á? Điệp á? Một cái đúng không? Đây á? Phạm Thị Điệp, ôi đau lưng quá. Nguyễn Thảo. Thảo à? Tiếp tục. Cái gì? Đích thị truyền. Màu hồng cho cô gái luôn. Đây 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 á, ở đâu rất cho vừa ấy rồi thay à? Cái này họ đặt mẫu à? Bích Diệp này. Truyền là cái nào này? Rồi tiếp tục đi.
Vâng, tại vì anh dặn vậy em sợ chị đi về quên. Ngọc Ánh là con gái gì? Ô thế chết rồi. Vậy ông nào bỏ này. Cái này đã đỡ, cái này quá rồi. Đây cái này đi. Quên thì không bỏ. Đấy là thôi. Phạm Thị Diệp. Về cho ăn thì bỏ tủ nhá. Ừ. 250 à? Hả? Em có chuyển khoản không? Đấy cái mã ngoài đấy. Thôi em gửi tiền đi. Không. Bao nhiêu? 250. Đi 250. Có tiền lẻ không? Đây em có 50.000 đây này. Không có tiền lẻ, mai còn những người tôi vẫn chắc gì. Đúng. Đau hết cả lưng các bạn ạ. Nhà thầy là cơ sở 3. Cơ sở 1 thì ở Quang Trung Vụ Bản. Chỗ chợ Viềng ấy. Cơ sở 2 thì ở Gạo gần ga Trình Xuyên. Cơ sở 3 là đối diện cổng Bảo Minh, khu công nghiệp Bảo Minh, là sang bên này qua đường tàu tầm gần một cây. Đấy. Qua đường tàu đi qua chợ Hầu. Độ khoảng tầm đi qua chợ Hầu tầm 600-700 mét rồi đấy. Là đến cơ sở của thầy là cơ sở 3. Đây các bạn cứ hỏi tiệm bánh Thùy Dương thì hầu như ai cũng biết. Nổi tiếng Vụ Bản. Lớn nhất tại Vụ Bản. Đổi được không?
Tiếp nào. Cái hôm nay bên này nó mát. Ngọc Ánh. Cẩm Yến à? Ngọc Ánh. Đây. Cẩm Yến. Cẩm Yến bánh con gái đúng không? Bảy cái Cẩm Yến à? Sẽ lắm tên Cẩm Yến đấy. À, tức là cái nhà Cẩm Yến này bảy cái á. Thế thì phải ghi là Cẩm Yến một. Không, nhưng mà phải ghi 1 đến 7, ví dụ 7 cái thì không biết này. 1 trên 7. Toàn con gái hết à? Cầm Yến rồi. Cầm Yến. Mấy mấy gái đây, còn ba cái gái này. À, đây một cái Doraemon có rồi. Doraemon. Yến 2. Ngờ. Bảy cái cơ mà. Thế đây một cái là hai cái đúng không? Hai cái, ba là năm. Nếu mà giờ đang làm nữa là năm. Hai cái hồng đây đúng không? Cái này đúng không? Này nó phải đi ô tô nên nó lấy xe máy thì đi làm sao? Ở cái sổ đâu để cắt cắt phiếu? Kéo. Ba trăm.
Ở đâu? Ship á? Hả? Sao hôm nay lại nghỉ nhỉ? Cẩm Yến 4/7 rồi. Bốn trên bảy. Con gái cho cái này nhá, một mấy cái cho thêm ghim vào đi. Cộng Yên 35k. Ơ Cẩm Yên thế vậy vẫn thiếu, vẫn thiếu một cái nữa. Đây. Đây như đây cái này thì vẫn còn thiếu một cái nữa. À, một cái 100 à. Cái gỏng đây sao? Có thấy cái dây nó lòi hết. Đâu? Bỏ cái này ra nhà đi. Ở đây, được.
Nhìn kéo. Bỏ túi luôn. Bé đâu hết rồi nhỉ? Thế từ bé. Này chỉ mùng 1 tháng 6 đúng không? Chỗ nào? Chỗ cái ao đấy. Có cái quả pháo phụt đâu cho nó quả này. Cho nó thích. Cho nó quả. Các cháu đừng bỏ chú nhé. Đừng bỏ ba chú thơm. Cẩm Yến, tên rất là hay. Ba lăm ạ. Trong ba mươi lăm nghìn mấy còn hai cái này chưa à? Chưa thì để bỏ đây này.
cứ bỏ vào như kiểu mình không ghi tên ấy. Cái này là tên là gì đấy? Bò húc nhà ông có nhiều loại bò húc. Khách Zalo à? Đâu hồ 32 đâu. Mơ đi luôn chứ. Họ ra đi luôn chứ còn tí nó lại đông. Hả? Giờ cũng phải tầm 3 rưỡi rồi. Gần 3 rưỡi á. Mấy giờ rồi? Kéo thơm ơi. Này cô hôm nay có phải tiền không? Không không cho tiền à? Cháu thì mỗi đứa 500. Rực rỡ. Ô thế thì có cần phải ấy bên kia không? Có phải cần phải mang sang bên kia không? Để con sang tắt điều hòa. Hả? Cái này là mùng 1 tháng 6 đúng không?
Ok, đi ship lại các bạn nha.